Mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách ướp cái thịt gà nhé, lọc để làm gà sả sả ớt và dùng dần nhé. Ở đây mình có 1 cân thịt gà mình đã lọc xong rồi, bây giờ mình sẽ ướp gia vị vào để sau đó mình sẽ xào luôn và để lại một ít để hôm nào mình ăn mình sẵn xào, nó rất là nhàn thôi. Các bạn cho 2 thìa hạt lêm cho mình nhé, để ướp vào. Dầu hào cho 3 thìa cho mình, cái món này có dầu hào nhiều nó mới ngon. Một chút xíu muối cho nó đậm đà, 1/2 thìa thôi nhé, không cần nhiều muối. Bột ngọt cho 1 thìa cho mình. Hạt tiêu cho một ít cho thơm. Bạn nào ăn được cay thì cho ít tương ớt nhé, vì mình không cho ớt tươi cho nên mình sẽ cho một ít tương ớt, để khi xào ấy nó có vị, nó hơi cay cay một chút thì nó ngon hơn. Đây là cái phần gia vị ướp. Ướp gia vị như thế này. Còn sau đó mình sẽ cho thêm sả, gừng, tỏi vào ướp cùng. Mình làm này khi mình xào thì mình không cần phải cho sả, gừng, tỏi nữa, hoặc là chỉ phi thơm ít tỏi lên thôi rồi cho vào mình xào lẫn luôn. Và lá chanh thì các bạn thái nhỏ ra, sau đó xào xong các bạn rắc lên trên. Còn nếu không có thời gian thì các bạn cho lá chanh ướp vào cùng luôn. Rồi bây giờ trộn xong cái phần gia vị rồi, thế bây giờ các bạn cho mình gừng này, sợi này. Gừng thì các bạn cắt sợi nhé, như vậy. Cho tỏi nó ít nó vào này, với ít sả nó vào, các bạn ướp cùng trước. Còn một ít còn lại thì lúc nào ăn thì chúng ta xào sả với tỏi, còn lại thì chúng ta nào ăn thì chúng ta phi thơm xong. Còn bạn nào ăn được cay ấy, thì cho mình ớt thái nhỏ vào, còn không thì cho cả quả ớt như này thì nó đỡ cay nhưng mà nó vẫn có vị ấy. Mình xào cho bé nhỏ nên mình không cho ớt thái nhỏ, còn nếu không thì các bạn cho cái ớt ngọt ấy, ớt xào ấy vào cũng được nhé. Như này là đã xong cái phần ướp gia vị rồi, còn muốn màu đẹp hơn thì cho ít màu dầu điều vào nhé, còn không thì cứ như thế này là được rồi ạ. Và bây giờ chờ đợi cho gia vị nó ngấm rồi mình đi xào thôi. Để màu sắc món anh ăn nó đẹp thì các bạn cho ít màu dầu điều hoặc là ít bột nghệ Hàn Quốc thì nó sẽ không bị cay ấy. Vào để xào cùng để cho cái màu sắc của món anh ăn nó đẹp hơn một chút, nó vàng hơn một chút. Các bạn phi thơm lên như này nhé. Hành, tỏi, cho gà xào. Cái phần còn lại chúng ta dùng dần nhé, còn hôm nào ăn thì chúng ta xào sau, còn ăn đâu thì chúng ta xào đấy. Bạn xào nhìn nó rất là ngon luôn. Muốn cho nó thơm thêm thì các bạn có thể cho mình một chút ấy vào, một chút gì nhỉ, một chút nước mắm vào và hạt tiêu cho nó thơm. Khi xào xong thì cho thêm ít lá chanh. Bây giờ các bạn cho mình một chút xíu nước mắm vào cho thơm nhé. Rồi chúng ta cho lửa to đây cho nó bay bớt hơi nước đi là được. Khi nước nó sền sệt như này rồi nhé, các bạn cho mình lá chanh vào. Đấy, mình làm này nó rất là đơn giản nhưng bé nhỏ cực kỳ thích ăn luôn ạ. Vì nó vừa ngon vừa lạ miệng ấy, mà lại thơm ấy. Và khi đợt này nó dịch bệnh rất là nhiều, chúng ta ăn những cái thứ mà có gừng, tỏi, sả nhiều như này nó rất là tốt cho sức khỏe. Ăn những cái loại nhiều gia vị, rau gia vị như là sả, gừng, tỏi như này, nó vừa xông cơ thể, nó vừa làm ấm cơ thể rất là tốt. Và cái nước sốt này mình cố tình để lại một ít này để dưới ăn với cơm ạ. Bé nhỏ rất là thích ăn món này nên mình muốn chia sẻ để nhà chúng ta làm ấy, vừa ngon lại vừa cực kỳ đơn giản ấy. Và giờ mình sẽ dừng cái clip này đây nhé. Phần còn lại mình cất vào ngăn đá tủ lạnh và dùng dần.